Mình thử cắt tóc các bạn nhá. Đấy, mọi người thấy cái đầu của mình không? Nào, chọn mức độ 9. Mình xem vào video thì thấy các bạn mô tả là có vẻ là hơi tiết gì nhưng mà phát hiện nghiệm thì rất ok. Thì đã không bỏ gương nó cũng thấy không bị khó. Ok, thôi mình những video thì nhá, tí nữa khi nào ra thành quả thì là mình sẽ quay lại cho các bạn tiếp. Chào anh em nhá, đây là thành quả của mình nhá. Không biết bên sau thì mình là nhưng mà tôi thấy rất là đáng đồng tiền bạc chào các bạn ạ. Rồi, chào các bạn nhá.